Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một tin vui rất phấn khởi đến với người trồng nhãn Hưng Yên. Ngay trong sáng nay, lô nhãn đầu tiên của tỉnh chính thức xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đó là lô nhãn của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Ngay từ tờ mờ sáng, không khí ở thôn Quyết Thắng đã tấp nập nhộn nhịp bởi các thành viên của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng xuống vườn thu hoạch nhãn. Niềm vui, sự phấn khởi thể hiện rõ trên từng nét mặt của những người nông dân nơi đây. Trái với lo lắng không tiêu thụ được nhãn do dịch bệnh COVID-19, thì nay nhãn của họ không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu đi thị trường châu Âu. Rất là may là bên Hợp tác xã đứng lên thu mua được cái giá rất ổn định. So với năm ngoái thì hơn từ 5.000 đến 10.000 một cân. Chúng tôi rất phấn khởi. Chuyến nhãn đầu tiên xuất khẩu sang châu Âu là 1,5 tấn cho thị trường các nước Vương quốc Anh và Hà Lan. Được biết, giá bán tại vườn cho đơn vị thu mua xuất khẩu là 45.000 đồng một kg. Đảm bảo cái chất lượng của nhãn xuất khẩu sang châu Âu thì đối tác người ta đòi hỏi các cái quy trình kỹ thuật rất chi là nghiêm ngặt. 800 chỉ số trong quả nhãn là phải đạt các cái chỉ tiêu. Hai là chất lượng quả nhãn phải đồng đều, mẫu mã đảm bảo và cho phép từ 90 đến 110 quả trên kg. Diện tích mà được cấp Việt Gáp của Hợp tác xã ấy, quản lý chặt chẽ về quá trình chăm sóc, kỹ thuật chăm sóc đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp đã được cấp. Bố trí các cái vị trí địa điểm để doanh nghiệp đến thu mua cho nó thuận lợi. Để xuất khẩu nhãn sang châu Âu, thị trường đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khắt khe, ngoài đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Trước đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Hưng Yên đã lấy mẫu giám sát chất lượng, chỉ tiêu kiểm tra 821 mẫu. Kết quả, tất cả các chỉ tiêu của nhãn lồng ở đây đều đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Sau khi nhãn được cắt sàng lọc sơ bộ tại vườn, thì chúng tôi sẽ chuyển về nhà máy sơ chế ở Hải Dương. Chúng tôi phải đảm bảo các cái khâu khử khuẩn, tiệt trùng. Sau đấy là bằng một số các biện pháp công nghệ về bảo quản, thì chúng tôi sẽ đóng hộp, đóng thùng và chuyển đường bay sang thị trường EU và Vương quốc Anh. Hy vọng với sự đồng hành của Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên cũng như là Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp 2022 có được cái khu sơ chế trực tiếp tại Hưng Yên. Sau khi nhãn thu hoạch, chúng ta sẽ có thể sơ chế ngay trực tiếp và hoàn thiện luôn cái sản phẩm để xuất khẩu ngay, thì nó nâng cao được cái chất lượng của quả nhãn. Lô nhãn xuất khẩu sang châu Âu sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày để đến được với người tiêu dùng. Sau lô hàng đầu tiên này, cứ một tuần sẽ có từ 1 đến 2 lô hàng được xuất đi. Doanh nghiệp cam kết vụ nhãn 2021 sẽ xuất khẩu 60 tấn nhãn chất lượng đi thị trường châu Âu. Trong đó có 30 tấn nhãn sẽ được thu mua của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng. Đây chính là cơ hội để nhãn của Hợp tác xã nói riêng và nhãn Hưng Yên nói chung khẳng định chất lượng, danh tiếng của nhãn lồng Hưng Yên trên thị trường thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho việc xuất khẩu nhãn với số lượng lớn sang các thị trường cao cấp khác.